Thưa quý vị, năm 2010 thì thành phố Vinh đã ban hành chủ trương xây dựng đường quy hoạch 21,5m tại phường Vinh Tân. Song cho đến nay, sau gần 12 năm, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy. Tất cả các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch của con đường này đều được yêu cầu là không được cơi nới xây dựng nhà cửa dù có ngập lụt hay xuống cấp. Chuyên mục Alo NTV Kết Nối đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân về những bất cập này. Dự án quy hoạch đường 21,5m được thành phố Vinh lập năm 2010. Và theo thiết kế, tuyến giao thông này bắt đầu từ vị trí tiếp giáp đường Lê Mau kéo dài cho đến đường Lục Niên, phường Vinh Tân, có tổng chiều dài 630m. Tuy nhiên, mãi tới nay, dự án vẫn chưa triển khai. Dự án ngấm lâu quá, làm cho dân có nhiều hoàn cảnh rất là khổ. Ví dụ, những nhà muốn làm nhà cho con cũng không được. Những nhà muốn vay vốn ngân hàng không có bê đỏ cũng muốn làm bê đỏ cũng xong. Với nhiều hộ dân khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, có đất đai nhà ở nằm trong dự án tuyến đường có chiều rộng 21,5m cắt qua thì sẽ không được mua bán, cơi nới, xây dựng nhà cửa. Và đây chính là lý do khiến cho người dân bức xúc, bởi chừng nào dự án chưa triển khai thì cuộc sống của người dân trong vùng dự án còn bị ảnh hưởng. Mưa gió đến thì lụt lội to, nhà thì dột nát hết, sửa thì không cho sửa. Cuối cùng là dân phải ở trong vùng thấp lụt lội. Yêu cầu của dân và là nguyện vọng của dân là làm dự án thì làm để dân có điều kiện nâng cấp nhà lên, nhà cửa lên để sống như khỏi là ngập lụt trong thời gian mưa lụt. Chứ hàng năm là người mưa lụt như thế là khoảng 1-2 trồn mưa là to, vài tiếng hồ là ngập lụt. Từ khi khu đô thị Hadico bên cạnh được xây dựng trên nền đất cao, thì toàn bộ khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân lọt dưới vùng trũng. Và mỗi khi có mưa, các tuyến đường trong khu dân cư đều ngập trong nước. Người dân phải sử dụng mặt bê tông của con mương này để đi lại. Dự án quy hoạch đường giao thông 21,5m trên địa bàn phường Vinh Tân, thì hiện nay thì về hồ sơ thủ tục đầu tư đã hoàn thành, thì hiện nay thì cũng đang trong giai đoạn đấu thầu để lựa chọn nhà thầu xây lắp, thì dự kiến trong tháng 8 năm 2022 sẽ là khởi công xây dựng công trình. Thì về vấn đề giải phóng mặt bằng và tái định cư thì cũng sẽ được thành phố chỉ đạo xây dựng các cái khu tái định cư. Dự án quy hoạch đường 21,5m tại phường Vinh Tân cũng được xem là dự án treo, chậm trễ kéo dài. Bởi qua nhiều kỳ họp tiếp xúc cử tri, người dân khối Phúc Lộc đã phản ánh kiến nghị nhưng dự án vẫn chưa được thực hiện. Bởi vậy, người dân đang nóng lòng mong dự án triển khai theo cam kết để cuộc sống của bà con nơi đây được ổn định. Chuyên mục Alo NTV Kết Nối liên tục cập nhật các thông tin phản ánh từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.